Đây là một cái hồ sen mà mình mới thay chậu cho nó nè. Nó có diện tích bề mặt lớn hơn thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Rất là đẹp ha. Mình trồng sen thích nhất những cái hạt nước trên đây nè. Những cái hạt nước trên đây nè các bạn. Nhìn vui ha. Đó, rất là đẹp ha. Các bạn nên trồng thử, tại trồng sen này mình thấy cũng dễ. Khó nhất là ở cái công đoạn mà ươm cái mầm của nó đó. Có khi thì không đủ ánh sáng, rồi không đủ không thay nước đều á, thì nó sẽ bị úng cái hạt, bị hư cái hạt. Có vậy thôi, còn khi mà hạt mà đã lên rễ rồi thì chúng ta phải nhét ngay nó vô là đất bùn nha các bạn nha. Nhét đạo vô đất bùn. Rồi khi nào mà mình có thời gian rảnh á thì mình mới làm cái hồ cho nó cũng không có sao. Nhét đạo vô đất bùn rồi có một xíu nước vậy thôi thì nó sẽ sống. Nó cũng dễ. Cái này mình trồng mình cũng chưa biết là hoa nó sẽ ra bao nhiêu tháng, sẽ đẹp như thế nào, mình cứ để đây mà trồng thử ha. Cái hồ cái thau á, cái thau ở nhà của các bạn thì tùy nha, tùy các bạn thích thau to thau nhỏ như thế nào đó. Thì tùy thôi, không có nhất thiết là phải là một cái bình là phải đi mua ở ngoài, hoặc là một cái chậu giống như là cái chậu cây thì cũng tốn tiền, mình cứ xài cái gì mà mình có thôi ha. Ở dưới đây có mấy con cá ba đuôi này, con cá bảy màu chứ. Còn mấy con cá ba đuôi á, nó trốn mà nó khôn, nó trốn hết rồi bạn, nó trốn hết dưới lá sen á. Lá sen này được cái cũng hay lắm, mấy con cá khoái lắm, trốn dưới thôi mà không thấy đâu. Đẹp ha, các bạn nên trồng thử ha. Có gì mà các bạn không biết á, thì các bạn cứ hỏi mình, em hỏi mình sẽ trả lời cho ha, tại mình trồng qua rồi thì mình cũng có tí xíu kinh nghiệm. Rất là đẹp ha. Thích nhất là những cái hạt nước nè, những cái hạt nước ở trên này nè, nhìn nó rất là đẹp các bạn. Họ nó chảy xuống rồi. Mình tạm biệt các bạn nha.